Hello, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã thấy, hiện nay tình hình Covid dịch diễn ra rất là phức tạp. Và khi chúng ta ra ngoài đường, chúng ta không thể biết được ai là F0, ai là F1. Rất là nguy hiểm, đúng không các bạn? Hoặc là con cháu của chúng ta đi học cũng không thể biết được là bạn mình có bị nhiễm Covid hay không, có thể là F1, có thể là F0 hay không. Thì việc tốt hơn hết là chúng ta hãy tự bảo vệ chúng ta bởi các phương tiện, ví dụ như là khẩu trang, ví dụ như là các mảnh chống giọt bắn như thế này. Và hiện nay thì mình đang có cái sản phẩm là mảnh chống giọt bắn. Thế thì chúng ta sẽ dùng cái sản phẩm như này để chúng ta có thể chống được những cái virus của mùa dịch này, có thể bắn vào chúng ta rất là tuyệt vời các bạn ạ, để giảm đi phần nào cái sự lây nhiễm trong cộng đồng. Thế thì như chúng ta biết là virus của Covid-19 có thể là lây nhiễm vào các cái niêm mạc của mũi, niêm mạc mắt và miệng. Và khi chúng ta chỉ đeo khẩu trang thôi thì có thể là sẽ chống ngăn được cái sự lây nhiễm qua miệng và qua mũi, nhưng mà còn mắt thì chúng ta nên đeo những cái sản phẩm như này, chúng ta có thể chống ngăn ngừa được cái sự lây nhiễm virus Covid-19 vào cái niêm mạc mắt của chúng ta. Rất là an toàn, rất là tiện lợi mà không hề bị khó chịu hay bị đau đớn gì cả. Sản phẩm này có thể dùng cả cho người lớn, cả trẻ em. Nếu chúng ta cần dùng cho trẻ em thì chúng ta có thể vặn nhỏ cái gọng kính này vào, vì nó là nhựa dẻo. Gọng kính này hẹp vào vì nó là nhựa dẻo, để cho con em chúng ta có thể đeo vừa với khuôn mặt của tùy từng các em. Rồi, hiện nay là mình có cái sản phẩm này để bán. Ai có nhu cầu thì hãy đến shop Tôm Tép, địa chỉ ở Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng để được tư vấn và được trải nghiệm các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.